Ở trong video ngày hôm nay là tôi xin hướng dẫn mọi người là cách chỉnh chuông đồng hồ cây. Đây là mẫu đồng hồ cổ tiên, thì làm sao để cho chuông nó kêu đúng tiếng. Thì chuông kêu đúng tiếng là như nào? Thì là chẳng hạn mà khi đồng hồ nó chạy đến đúng 3 giờ chẳng hạn thì nó sẽ kêu 3 tiếng. Hoặc là đến 5 giờ là nó sẽ kêu 5 tiếng. Đó. Tuy nhiên như chiếc đồng hồ này hiện tại là nó đang bị kêu lệch tiếng. Thì tôi sẽ kiểm tra xem là nó sẽ kêu lệch bao nhiêu nhá. Thì tôi bây giờ là tôi mở ra. Rồi để tôi sẽ cho đến chẳng hạn như là bây giờ là cho đến 5 giờ nhá, xem là nó kêu đúng 5 tiếng chưa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đó, hiện tại là nó đang bị kêu lệch là 5 giờ nhưng lại sẽ kêu 10 tiếng. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh như sau. Thì bắt đầu là hiện tại nó đang số 10 thì tính xa sẽ đếm. Đây như này. Và đang ở đây này thì tôi sẽ bắt đầu từ 11. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, thì chúng ta phải bấm 7 lần thì nó sẽ là về đến đúng số 5. Thì cách bấm như sau, thì mọi người mở cái bên hông ra này, nó sẽ có một cái nút ở đây này. Chúng ta sẽ bấm 7 lần. 1 7. Đấy, bắt đầu kêu này. 1 2 3 Rồi nha, thì bây giờ chúng ta bấm 7 lần này này. Bây giờ chúng tôi sẽ chỉnh giờ đến 6 giờ xem kêu đúng tiếng chưa. Tôi sẽ vặn kim đồng hồ đúng 6 giờ này. Mọi người cùng nghe nhá. Cùng người đếm nhá. 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, như vậy là kêu đúng 6 tiếng rồi. Đấy, để tôi còn giới thiệu thêm cho những ai chưa biết là ở phía trong chỗ phần chỉnh này là nó sẽ có một cái đây, nó hơi mờ, nó không lấy nét được. Đây là cái nút này là sẽ để bấm chỉnh chuông nha. Còn có một công tắc gạt như này, khi gạt xuống cuối cùng là nó sẽ chỉnh, khi đến giờ đấy thì nó sẽ kêu bao nhiêu tiếng. Còn nếu mọi người gạt lên trên này, đấy, nó có hình nốt nhạc này, thì là khi đến giờ thì nó sẽ kêu bao nhiêu tiếng, còn nó sẽ kêu một bản nhạc. Đó, thì mọi người được chỉnh đây, nó sẽ kêu một bản nhạc. Ngoài ra còn đây là nút để to nhỏ âm lượng chuông. Lưu ý thêm là cái đồng hồ này là nó có một cái cảm biến ánh sáng đây này. Đây nhá, cái này là cái cảm biến ánh sáng. Hiện tại nó chưa lấy nét ạ. Đây nhá, mọi người để ý xem này. Đây này, cái đây là cảm biến ánh sáng này. Và khi ban ngày có ánh sáng chiếu vào thì là chuông nó kêu, còn ban đêm lúc mình đi ngủ là nó không kêu đâu. Đấy, mọi người lưu ý là cái này nó có một cái lỗ ở cắm ở đây này. Đấy, để cho nó cảm biến ánh sáng ra ngoài này thì nó mới kêu được. Đây này. Thấy không? Thì là nó kêu được, còn nếu không là mọi người mà để tọt nó vào trong là nó không kêu đâu. Đó là cách chỉnh giờ như thế nhá. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Đó. Thì mọi người có quan tâm với mẫu đồng hồ này thì là có thể liên hệ với Đồ Gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987506, truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái mẫu đồng hồ để bàn nhỏ gọn khác, để trên kệ TV hoặc là trên bàn tủ rất là đẹp, mà mức giá là cũng là vô cùng hợp lý. Thì mọi người có thể liên hệ với chúng tôi và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.